Hello, xin chào cả nhà nhá. Hôm nay em sẽ quay cận cảnh cái khung vượt cầu lông Takashi hàng mới về của bên em nhá. Quay cho mọi người xem rõ khung vành vợt này. Khung thì là khung vát. Thiết kế vành vợt theo công nghệ mới nhất luôn ạ. Tất cả đều là cạnh vát. Khung chắc khỏe. Ren bắn nhiệt sát để đảm bảo cho việc căng dây sẽ được bảo vệ tốt hơn nhé. Đấy, bên em hiện tại đang về là 6 màu. Khung chắc khỏe. Trọng lượng là 4 u. Độ cứng thì trung bình. Sức căng là 13 cân. Tối đa là 13 cân. Đó, em quay gần nhất cho mọi người xem. Hàng khung mới rất đẹp luôn đấy ạ. Giá xỉ thì liên hệ bên em nhé.